Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Vả, Sarai vợ của Abraham vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy, xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng?" Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đòi Ai Cập mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông." Abraham đáp cùng Sarai rằng: "Này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ." Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, thì hỏi rằng: "Hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu?" Nàng thưa rằng: "Tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: "Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: "Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo, đến đổi người ta đếm không đặng nữa." Lại phán rằng: "Này, ngươi đương có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình." Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì nàng nói rằng: "Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem thôi sao?" Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re là giếng La-cha-roi. Rồi nàng Aga sinh được một con trai. Abraham đặt tên đứa trai đó là Ít-ma-ên. Vả lại, khi Aga sinh Ít-ma-ên cho Abraham, thì Abraham đã được 86 tuổi. Chương 17. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội." Abraham bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: "Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi. Vậy, ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ." Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: "Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì.
Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai, vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì ngài từ Abraham ngự lên. Chính ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua về mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì thì đã được 99 tuổi, còn Ismael con người khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì và mọi người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang đồng chịu phép cắt bì với người. Chương 7. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng: Có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê, rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bằng chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho trong ngày thứ 8. Isaac làm phép cắt bì cho Jacob, và Jacob làm phép ấy cho 12 tổ phụ. 12 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Bây giờ xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ai Cập và xứ Canaan, sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Gia-cốp nghe bên Ai Cập có lúa mì thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết dòng họ người. Joseph bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là 75 người. Vậy Gia-cốp xuống xứ Ai Cập rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Si-chem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem. Nhưng
gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sinh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con cái Pharaoh vớt lấy nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần mà giải hòa rằng: "Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy?" Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao?" Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Madian. Nơi đó người sanh được 2 con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai, trong ngọn lửa nơi bụi gai đường cháy. Môi-se thấy vậy lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob." Môi-se run sợ chẳng dám nhìn xem. Chúa bèn phán rằng: "Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập." Môi-se này là người họ đã bỏ ra và rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta?" Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ để hiện ra với người trong bụi gai. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng: "Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta." Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ai Cập và nói với A-rôn rằng: "Hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi." Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: "Hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà trại của Moloch và ngôi sao của thần Ramphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon, đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: "Chúa phán trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này chăng? Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia,
các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Chương 8. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Ngươi chờ dậy và đi. Kìa,
có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: "Hãy lại gần và theo kịp xe đó." Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: "Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?" Hoạn quan trả lời rằng: "Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được?" Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: "Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi." Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác?" Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: "Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng?" Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Thi Thiên 137. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: "Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion." Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Giê-ru-sa-lem. Chúng nó nói rằng: hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ở con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa,
con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.